Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta được đến đây, chúng ta cùng thờ phượng Chúa thật là phước hạnh. Xin Chúa ngày ban phước cho quý ông bà anh chị em có mặt ở trong dự thờ phượng Chúa của chúng ta, có mặt ở tại nhà thờ cũng như là đang thờ phượng Chúa trong phòng Zoom, thờ phượng Chúa online. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học cùng với nhau với đề tài đó là lòng thương xót. Câu kinh thánh của chúng ta được viết ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 7. Phước cho người đầy lòng thương vì sẽ được thương xót. Và phân đoạn kinh thánh chúng ta học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu 35 đến câu số 38. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ bệnh tật. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thập chúng, song con gặt thì ít, song hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa bệnh. Khi chúng ta học lời Chúa, anh chị em cùng đến với Chúa cầu nguyện. Cha ơi, chúng con học lời Ngài, xin Thánh Linh Ngài soi dẫn cho con, ban lời của Ngài cho con. Hầu cho con có lời Chúa để chia sẻ khích lệ cho anh chị em chúng con. Hầu chúng con sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Chúng con sống nhờ mỗi lời nó ra từ miệng Đức Chúa Trời. Và chúng con nhờ lời đó là linh lương nuôi dưỡng cho đời sống tâm linh của chúng con. Và mỗi ngày chúng con sẽ có kết quả ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng giờ chúng con thờ phượng Chúa, học lời Ngài cho Cha. Chúng con chân thành cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó có rất nhiều điều làm chúng ta bận rộn. Và thậm chí, dầu chúng ta đã tin Chúa rồi, chúng ta cũng có những cái sự bận rộn ở trong cuộc sống. Nào đó chúng ta phải đi làm để kiếm tiền, hoặc là nếu chúng ta phục vụ ở trong nhà thờ thì chúng ta cũng bận rộn lo âm thanh ánh sáng, rồi tập đàn tập hát vân vân, nhiều thứ khác. Ví dụ như là về chính tôi đây cũng phải có những sự bận rộn, nào học kinh thánh với anh em, rồi nào cầu nguyện, rồi nào thăm viếng. Trong thời gian qua đó thì dịch lệ xảy ra thì chúng ta không có đi thăm viếng được. Nhưng khi dịch lệ hết rồi đó thì phải dành nhiều thời gian để đi thăm anh chị em và cầu nguyện. Chính chỗ đó nó có những cái sự bận rộn. Và khi chúng ta bị quá nhiều cái sự bận rộn, nó kéo mình vào công việc rồi đó, thì cái tấm lòng của chúng ta đó, nó không còn có một cái tấm lòng thương xót. Mà nó có chăng nữa thì nó rất là ít. Người mà càng bận rộn dù chừng nào á, thì cái lòng trắc ẩn á, lòng thương xót của người đó nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chính chỗ đó chúng ta thấy những người bận rộn ít khi nở nụ cười đến người khác lắm. Lúc nào bận quá nhưng đó nhiều khi mặt mày cũng không có được vui vẻ gì mấy. Bởi vì khi chúng ta gặp mà những người bận rộn á, chúng ta hỏi chuyện họ ít khi nào mà trả lời chúng ta một cách ngọt ngào lắm, đúng không? Mà những anh em nào ở không á, thì họ sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với chúng ta hơn. Nhưng mà ở không nhiều quá nó cũng không phải là cái tốt. Nếu mà ở không nhiều quá rồi ta gọi là bị thất nghiệp. Mà thất nghiệp rồi nó cũng hơi nguy. Ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, anh chị em biết rằng chúng ta cần phải học cái từ đó là lòng thương xót, hay gọi là lòng trắc ẩn. Ở đây cái từ thương xót á, nó không phải là từ thương hại. Chúng ta thấy một ai đó đó mà bị người ta ức hiếp, hoặc là thấy một ai đó đó nghèo khó, thì chúng ta cũng có thể thương hại họ lắm. Ồ, thấy thương quá, nhưng mà tôi không giúp gì được. Thương hại nó khác, còn lòng thương xót nó khác. Lòng thương xót, như vậy thương xót là cái gì? Ở trong lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong phân đoạn kinh thánh, Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân đông
thì động lòng thương xót. Ngài nhìn thấy đoàn dân đông, Ngài động lòng thương xót. Ở đây chúng ta thấy Ngài thương xót họ cái điều gì? Có phải họ đói quá không? Có phải họ bị bệnh tật không? Có phải họ bị một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống phải không? Trong cái đó Chúa Giêsu nói phần đầu á, là Chúa giảng tin lành, rồi chữa bệnh, rồi giúp đỡ cho họ rồi. Nhưng mà Ngài vẫn động lòng thương xót họ. Ở đây Ngài thương xót họ cái gì? Ở đây nói rằng vì họ khốn cùng và tan lạc. Họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Chứ nhìn thấy họ khốn cùng và tan lạc. Mà thật sự trong hoàn cảnh của họ bị tan lạc không? Nếu xét theo cái thời điểm đó đó, là dân Israel đó không có một cái người chăn đẹp lòng Chúa. Cái người chăn ở đây có thể chúng ta gọi đó là người lãnh đạo, hay là người lãnh đạo quốc gia Israel. Lý do tại sao? Tại vì người Israel thời điểm này là thuộc địa của La Mã, và người La Mã thôn tính quốc gia Israel. Chính quyền của Israel trong thời điểm đó là chính quyền bù nhìn. Họ có vua, họ có cơ quan hành pháp, nhưng họ phải làm theo cái sự hướng dẫn và chỉ thị của La Mã. Chính chỗ đó đó, cái niềm tin của người Do Thái đó, họ cũng bị chi phối rất là nhiều. Thậm chí đóng thế là đóng thế cho ai? Người dân La Mã đóng thế là đóng thế cho cái người làm công cho người La Mã. Ví dụ chúng ta thấy người Israel đóng thế thì có ông Sa-chê, có ông Ma-thi-ơ phải không? Mà ông Ma-thi-ơ với ông Sa-chê, ông lấy thế của ai? Lấy thế của người dân, rồi cái thế đó đó ông đem về cho nhà của mình một mớ, rồi một mớ ông mình đưa vào kho của người La Mã. Như vậy chúng ta thấy người Israel thời điểm này đó là họ sống trong cái sự đau khổ vì họ khốn cùng. Khốn cùng ở đây đó là gì? Đó là họ sống trong cái sự mất cái quyền tự do của chính họ, mà họ bị một cái quốc gia khác áp đặt và cai trị họ. Họ khốn cùng đó là họ không còn sống đời sống mà phục vụ Chúa theo đúng theo cái tôn giáo của họ. Họ khốn cùng đó là họ bị tước rất nhiều cái quyền mà đáng lẽ ra họ phải có. Họ khốn cùng đó là họ không sống để nhận biết Chúa một cách đúng đắn. Họ bị chi phối bởi những con người gọi là lừa dối họ. Thí dụ như trong thời điểm có đó thì có người Pharisee, người Sadducee, đó là những người đạo đức giả. Những người đạo đức giả này đến và lừa dối họ, làm cho họ sống rất là khốn cùng. Ở đây Chúa nói rằng họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Cái người ngoài nhìn vô ở thời điểm đó họ thấy rất là bình thường, tại người ta vẫn sống, vẫn ăn uống bình thường, vẫn làm việc bình thường. Nhưng cái cặp mắt của Chúa nhìn thấy họ là họ tan lạc. Họ không có một cái người chăn đúng đắn. Họ không có một người chăn thật. Họ không có những con người lãnh đạo vấn đề đời sống tâm linh của họ hay đất nước của họ một cách tốt. Chính cho đó Chúa Giêsu Ngài thấy điều đó, Ngài động lòng thương xót. Như vậy cái từ động lòng thương xót của Chúa nó khác hơn chúng ta. Chúng ta thì thấy người ta khổ quá, mình có một cái cảm xúc dâng trào rồi đó, mình khóc hoặc là mình buồn chút thôi. Nhưng mà cái lòng thương xót là nói đến cái điều gì? Lòng thương xót là nói đến lòng chắc ẩn, là nói đến một cái tấm lòng đầy tràn cái tình yêu. Chúng ta thấy có những con người á, họ sẵn sàng làm từ thiện, giúp cho người này gạo, giúp cho người kia quần áo, giúp cho người nọ đồ ăn, thức uống. Nhưng mà họ có thể cho đó nhưng mà họ không có yêu. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu số 3 nói thế này: dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Có nghĩa là người ta có thể làm công tác từ thiện rất là tốt, nhưng mà không có tình yêu, không có cái lòng thương xót ở trong đó thì chả có ý nghĩa gì. Thương xót đó là một cái hành vi mang tính chất được Thánh Linh hay được quyền năng của Chúa tác động
động ở trong lòng cái người đó, làm cho họ có dâng trào một cái cảm xúc đặc biệt khi đối với một cái người tội nhân, hoặc là khi người gặp một cái người có nhu cầu. Khi đối với tội nhân là sao? Gặp một người đó có tội, có một cái sự sai trật nào đó, đó một người không có lòng thương xót á, họ sẽ nghĩ ngay gì? Đáng cái đời, ta nói mày không nghe, mày phạm tội chắc chắn mày xuống địa ngục, hoặc là mày sẽ bị này bị kia. Nhưng một người có cái lòng thương xót là sao? Họ thương cái người đó vì cớ người đó phạm tội, họ ao ước rằng người đó sẽ được tha thứ, người đó sẽ được sạch tội. Họ không có một cái thái độ gọi là gì không? Nguyền rủa cái người đó, hoặc là có những lời nói độc ác với người đó, hoặc là có hành động là tấn công người đó. Nhưng họ lại có một tấm lòng gì? Thương xót, nghĩa là chắc ẩn, tha thứ, sẵn sàng bỏ qua những cái lỗi lầm của người đó. Một người có tấm lòng thương xót á, thì anh chị em biết rằng chỉ có Chúa mà thôi. Chúng ta có thể có một tấm lòng thương xót đối với những người có những cái nhu cầu trong cuộc sống của họ. Anh chị em thấy chung quanh chúng ta rất nhiều cái người nghèo không? Không phải chúng ta gặp cái người bán vé số, gặp cái người mà ăn mày ăn xin ngoài đường, xin tiền chúng ta mà chúng ta có lòng thương xót ở đâu. Rất nhiều người nghèo như không phải ai cũng có lòng thương xót, hoặc là lúc người nào chúng ta cũng thương xót họ. Khi chúng ta gặp họ, chỉ có một hoặc là hai người chúng ta có lòng chắc ẩn thôi. Tôi cầu nguyện cho rất nhiều anh chị em, cũng như là tôi cũng giúp đỡ cho những người khó khăn, hoặc là tôi cũng đi cầu nguyện giải cứu cho nhiều người. Anh em biết có những người khi tôi giải cứu á, tự nhiên mình cầu nguyện cho họ mà mình khóc. Có những người mình giúp đỡ cho họ trong cái nhu cầu của cuộc sống á, thì mình nhìn hoàn cảnh của họ, đột nhiên mình khóc và muốn đổ mình ra, mà mình muốn sẵn sàng giúp đỡ cho họ một cách thành tâm và hết mức của mình có thể có. Nhưng có những người là họ phải nói rằng thật sự họ cũng nghèo khó khốn cùng nữa mà tôi không thể nào giúp được. Mà có những người họ mời tôi kêu gọi là để giải cứu cho họ mà tôi không thể nào giải cứu được. Lý do tại sao không? Không có một chút nào của cái lòng thương xót ở trong tôi hết. Không phải là mình dửng dưng, không phải là mình hững hờ họ, nhưng mà tại vì trong cái tâm linh của mình không có một cái sự đặc để đó. Lòng thương xót, Chúa muốn chúng ta, tôi và anh chị em đó, là khi chúng ta có lòng thương xót là khi chúng ta chỉ kết nối với Chúa thôi. Người thế gian họ không tin Chúa đó, họ có lòng là lòng thương hại, thấy người ta tội quá, thấy người ta tội nghiệp quá này kia, có thể mình giúp này giúp kia. Nhưng mà lòng thương xót là nó đến cái sự vị tha, sẵn sàng tha thứ cho một người hại mình. Lòng thương xót sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ cho một người nào đó, đổ mình ra giúp đỡ cho một người đó, không có một cái sự toan tính gì. Lòng thương xót đó là một điều rất là cần thiết ở trong tấm lòng của tôi và anh chị em. Có những người họ tìm cách họ hại mình, nhưng mà mình có tấm lòng thương xót đó, thì mình lại không có cái ý đồ hại lại, nhưng mà mình sẵn sàng gì? Tha thứ, sẵn sàng giúp đỡ và sẵn sàng cầu nguyện cho họ. Ở đây Chúa muốn nói cái từ thương xót ở đây là phải thể hiện thường xuyên, có nghĩa là Chúa cho chúng ta là đầy dẫy lòng thương xót, có nghĩa là cái lòng thương xót nó phải có liên tục, nó không phải chỉ dừng lại ở một cái thời điểm nào đó. Có nghĩa là 5 năm trước đây thì mình có lòng thương xót và bây giờ tự nhiên hết rồi. Có thể vài năm trước đây mình mới tin Chúa, mình có lòng thương xót dữ lắm, thì bây giờ không còn một chút xíu nào thương xót nữa. Không phải vậy. Mà thương xót nó phải luôn ở đâu? Ở trong đời sống chúng ta là hàng ngày và luôn luôn. Luôn luôn có lòng thương xót. Thật sự khi chúng ta có một tấm lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta không thể nào thiếu cái ân điển của Chúa trên đời sống chúng ta. Tôi và anh chị em có tấm lòng thương xót của Chúa là nhờ gì? Nhờ ân điển của Chúa cứu mình. Chúng ta là một tội nhân, chúng ta là người không ra gì, nhưng Chúa Giê-xu Ngài đã tha tội chúng ta. Tình yêu của Chúa hay lòng thương xót của Chúa dành chúng ta là sao? Vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta,
Đến nỗi Ngài đã làm gì? Ngài đã sai con một của Ngài đến thế gian này để chết và đền tội chúng ta. Trước nhất chúng ta là người được Chúa thương xót. Rồi sau đó khi chúng ta nhận được cái tình yêu và lòng thương xót của Chúa thì chúng ta có một cái tấm lòng thương xót người khác. Nếu anh em xem một vài cái clip của một vị linh mục là ông Cha Long á, cái câu mà cái vị linh mục này thường nói là gì không? Lòng thương xót Chúa. Dù bất cứ một cái người nào mà được cái gì của Chúa đó thì họ luôn nói câu là bởi lòng thương xót Chúa. Tôi và anh chị em á, có mặt ở trong cái căn phòng này để chúng ta thờ phượng Chúa đó là bởi lòng thương xót Chúa. Chúng ta được Chúa chữa lành là bởi lòng thương xót Chúa. Chúng ta cầu nguyện được Chúa đáp lời là bởi lòng thương xót của Chúa. Anh em mà đến đây được người khác mà làm chứng hoặc là giúp đỡ chúng ta trong những giai đoạn đầu chúng ta thờ phượng Chúa là bởi lòng thương xót Chúa. Hình như trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, chúng ta đi đứng hay làm việc được bình an, được khỏe mạnh như ngày hôm nay á, là chúng ta nhờ lòng thương của Chúa, phải không? Nhờ lòng thương xót của Chúa. Kinh Thánh Chúa nói chúng ta là phước cho những kẻ hay thương xót sẽ được thương xót. Nó nghịch lại cái từ thương xót là gì phải không? Đó là không có tình yêu, sống ích kỷ, sống thù ghét. Nó nghịch lại cái lòng thương đó là như vậy. Trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta ai cũng có những cái sự ích kỷ riêng tư. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa rồi đó thì bởi lòng thương xót của Chúa chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, bắt đầu chúng ta sống cho người khác. Rồi chúng ta sẽ đến cái phần kế tiếp, đó là gì? Làm thế nào để có thể sống mà giàu lòng thương xót? Sống giàu lòng thương xót. Muốn sống một đời sống giàu lòng thương xót đó, đó là một con đường hẹp đó quý bà anh chị em. Dễ lắm chúng ta phê phán hay là đoán xét, thậm chí kết án người anh em mình, những người khác rất là dễ. Nhưng khi chúng ta có tình yêu của Chúa tuôn đổ cho chúng ta rồi thì chúng ta không ngồi đó để mà lên án chỉ trích anh chị em mình. Nếu anh chị em mình ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta hay phán xét người khác, hay chỉ trích người khác, hay nói về những cái lỗi lầm người này, lỗi lầm người khác, thì trong anh chị em không có lòng thương xót. Lòng thương xót đó là một cái tấm lòng được chứa đựng ở bên trong. Và cái con người chúng ta được gọi đó là cái vỏ bên ngoài. Để lòng thương xót có quyền năng của Chúa tác động ở trong được, nó tuôn chảy ở bên ngoài. Chúng ta hãy nhìn một cái câu chuyện của một người đàn bà tên là Mary. Bà đã làm gì? Bà đã đâm bể cái chai dầu. Chai dầu đó là chai dầu cam tầm, chai dầu quý giá đó. Rồi sau đó bà lấy tóc của bà nhúng dầu đó, rồi bà xức hay là bà lau chân Chúa. Để tôi và anh chị em cái lòng thương xót được tuôn đổ ra là cái con người hay cái đời sống bề ngoài chúng ta nó phải vỡ đi. Con người bề ngoài chúng ta phải vỡ đi. Vậy con người bề ngoài là con người gì? Đó là cái con người kiêu ngạo, đó là con người tự phụ, đó là con người dối trá, đó là con người ích kỷ, đó là con người sống cho chính mình thôi. Mà khi chúng ta đến với Chúa đó, chúng ta phải sẵn sàng để Chúa đập vỡ cái con người bề ngoài, hay đập vỡ cái những cái mà của chúng ta cố gắng chúng ta che đậy đó, hãy đập vỡ nó đi. Rất nhiều người có thể chúng ta nói rằng, ồ tôi tin Chúa nhiều quá, tôi tin Chúa lâu rồi, cái gì tôi cũng biết hết trơn. Nhưng mà cái gì cũng biết á, nhưng cuối cùng rồi á là mình sống không có đúng theo
những điều mà có lòng thương xót của Chúa ở trong chúng ta. Và chúng ta cứ sống y chang như cái người mà chưa tin Chúa bao giờ. Người có lòng thương xót là sao, phải không? Họ sống thật sự, vỡ ra, bể ra tấm lòng của họ để cái mùi thơm đó rít được lan ra. Anh em biết người có lòng thương xót của Chúa đó là mùi thơm của Chúa, hay là cái sống đạo đức, hay là cái sống lành của họ, nó sẽ dễ lan tỏa vào người khác. Có nghĩa là sự sống ở trong họ hay cái mùi thơm đắng rít nó sẽ được dễ. Chúng ta thấy không? Khi người đàn bà này đập bể cái chai dầu đó, cái bình dầu đó. Anh em biết cái chai dầu đó nó rất là quý giá nha. Tính ra nó là 300 denier. Mỗi một denier là bằng ngày tiền công của chúng ta bây giờ. Một ngày tiền công là nếu tính theo cái giá trị hiện hành trong cái ngày lao động của chúng ta đó là có thể khoảng một ngày khoảng bao nhiêu? 300.000, có người 400.000, đúng không? 500.000 tùy theo cái lao động của mỗi người. Nhưng bình thường là 300. Nếu một năm là bao nhiêu? Một năm là khoảng ba mấy triệu, không? Đó, một năm khoảng ba mấy triệu. Thì cái bình này á là khoảng cái số tiền đó là cái tài sản của bà. Bà tất chiêu và dành dụng như vậy. Khi bà gặp gỡ Chúa Giêsu, cái tấm lòng yêu thương của bà nó được dâng tràn ra. Và cái tình yêu trong đời sống của bà được bày tỏ bằng cách nào? Bà xem cái giá trị đó nó không có giá trị đối với bà nữa. Bà muốn dành hết cái giá trị này cho ai? Cho Chúa. Bà quyết định bà đập bể nó đi. Anh chị biết một người có tấm lòng thương xót đó, họ sẵn sàng đem cái giá trị của họ đang có sẵn sàng cho cái người kia. Có một cái vị này khi đi xe thì gặp một cái cuộc tai nạn đó. Biết bao nhiêu người nhìn thấy cái người bị tai nạn đó, họ đi ngang qua họ không dám giúp. Họ nói sao phải không? Mình giúp mình sẽ dễ bị liên lụy. Mình giúp rồi công an đến hỏi mình rồi sao? Mình giúp rồi gia đình người ta nghi ngờ mình là cái người gây tai nạn rồi sao? Thế là người ta bỏ tôi đi. Riêng chỉ có một cái người đó bắt đầu nhìn thấy cái hoàn cảnh người này làm gì, phải không? Đến và giúp đỡ cho người bị tai nạn đó. Anh em thấy cái câu chuyện đó là ở đâu được biết, ở đâu không? Người Samari nhân lành. Người Samari nhân lành này nhìn thấy cái câu chuyện đó, nhìn thấy một cái hành động này, người này đã làm gì? Đã đến và giúp đỡ cái người bị hại này. Thậm chí cái người này còn chở người đó đến cái chỗ bệnh viện, nhà trọ. Và thậm chí người này còn cho tiền cái người đó để điều trị hết bệnh. Và thậm chí người nói sao? Tôi cho thêm số tiền cái người nhà trọ đó để khi tôi trở về có thiếu á thì cho tôi sẽ gửi thêm. Mà cái người mà bị hại đó ta không có bà con gì người này chứ. Cái người bị hại đó là cũng không có thân thích, mà thậm chí cái người bị hại đó xét theo về vấn đề cái dân tộc á là cái người bị hại đó là kẻ thù á. Nhưng cái người mà quan tâm có lòng thương xót đến người khác á, họ sẵn sàng đem cái giá trị của họ có mà cho luôn cái người mà họ thương xót. Cái giá trị của nó gì không? Không sợ liên lụy, không sợ bị mất uy tín, không sợ bị coi thường, thậm chí không có sợ bị mất tiền, không sợ gì hết á. Chỉ ao ước là gì không? Chỉ ao ước cho cái người đó đó được hết bệnh và được sống thì thôi. Họ sẵn sàng đánh đổi cái giá trị của sự sống của họ. Có một thầy ấy, tôi rất là cảm kích đối với những cái anh em mà cầu nguyện giúp đỡ cho những cái người nghiện á. Anh em biết một cái anh em mà nghiện ngập á mà giúp đỡ cho nó cực kỳ khó khăn. Mình đem nó cái về nhà của mình giúp đó, mình cầu nguyện giải cứu cho nó, đúng không? Vài ngày sau nó cầm lửa nó đốt ở nhà mình. Mình giúp cho nó đó, mình giải cứu cho nó đó, mà nó chơi cái màn đó là nó đốt nhà mình, không có cái gì đơn giản thôi, tại vì nó không thích mình, nó đốt nhà mình chứ. Tôi hỏi anh em nè, anh em có lòng trắc ẩn đối với người đó không? Có lòng thương xót đối với nó không? Chỉ có những người thật sự có tấm lòng thương xót mới cưu mang được nó thôi.
Còn không có lòng thương xót thì không thể nào giúp đỡ cho các anh đó được. Mình giúp đỡ bao nhiêu thì nó hại mình bấy nhiêu. Mình giúp đỡ bao nhiêu thì nó hại mình bấy nhiêu. Nhưng mà Chúa muốn mình sao? Hãy đầy dẫy lòng thương xót. Cũng một thầy ấy khi anh em đi hầu vị Chúa đi, có những người anh em giúp đỡ cho họ đó, họ lớn lên, họ yêu mến Chúa, họ còn tôn trọng mình nghe. Họ còn tôn trọng mình, họ còn là yêu thương mình. Nhưng có những người mình giúp đỡ cho họ, thời gian sau họ quay ngược lại, họ còn cắt mình, họ còn chà đạp mình, họ còn sỉ nhục, họ đi điêu xấu mình nữa. Họ còn coi mình là không ra gì luôn. Nhưng mà đó mình phải làm sao? Mình phải có lòng thương xót họ. Thật sự khó anh chị em. Khó lắm đó. Có lần tôi đã từng giúp đỡ cho một cái gia đình này, cũng cầu nguyện giải cứu giúp đỡ cho họ rất là nhiều điều. Nhưng mà thời gian sau anh chị em biết không, họ đi du khống mình, họ đặt điều những cái chuyện mà không có ra gì hết. Nhưng mấy năm sau họ đến, họ xin lỗi. Anh em nghĩ không, mà xin lỗi thấy nó vô duyên không? Mà trong khi đó đó, họ đi bôi nhỏ mình đủ điều chân, bây giờ họ đến họ xin lỗi. Chúa, thật sự anh em, Chúa muốn tôi và anh em phải có lòng thương xót họ luôn luôn anh chị. Hãy đầy dẫy lòng thương xót, và thương xót mỗi ngày đó, chứ không phải là ngày nay thương xót, ngày mai nó thôi tôi dừng lại, chịu hết nổi. Tấm lòng tôi xin phép đóng lại, không được đâu. Và phải mở lòng ra đối với họ thường xuyên. Ở trong Luca đoạn 9 á, xin lỗi, Luca đoạn 10 câu 37 chứ nói thế này: chuyên gia kinh lực thưa, người đã có lòng thương xót nạn nhân. Đức Giê-xu báo: hãy đi đi, hãy đi và làm y như vậy. Có nghĩa là Chúa muốn tôi và anh chị em phải có lòng thương xót với người khác là như vậy. Rồi kế tiếp, lòng thương xót của chúng ta không phải chỉ dừng lại cho những người mà gặp những cái sự đau khổ ở trong cuộc sống, nhưng mà Chúa chúng muốn chúng ta phải có lòng thương xót đối với những cái người mà không xứng đáng. Ở trong Luca đoạn 15 từ câu 21 đến câu số 22, Chúa dạy chúng ta hình ảnh của một người con trai quan đàn. Người con trai quan đàn lấy hết tài sản của người cha, thậm chí lấy phần nửa của người tài sản người cha, đi ra ngoài ăn uống, rồi đi quan đàn, đi sử dụng hết số tiền đó, sống trong những ngày đau khổ, bị mất sạch hết rồi, trở nên nghèo khổ rồi đó, trở về với cha. Khi trở về với cha đó, thì người con nói thế này: cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Nhưng cha nó bảo các đầy tớ hãy mau mau đem áo dài đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang dép vào chân. Chúng ta thấy lòng thương xót của người cha khi thấy đứa con nó tiêu xài hết tài sản của mình cho nó rồi, và nó trở về nó nói sao: cha ơi, con đặng tội với trời và với cha, con không xứng đáng làm con của cha nữa. Người cha có nói sao? Mày đi ra khỏi nhà tao, đừng về thấy mặt tao nữa. Hỡi cái đồ hư hỏng, cái đồ không ra gì. Người cha có trách nó không? Nếu mà đứa con đó là đứa con mà chúng ta gặp, mà chúng ta xử như thế nào? Nếu là con của mình xử như sao? Thì chắc chắn chúng ta cũng phải học cái tấm lòng của người cha này thôi. Đó là gì? Sẵn sàng tha thứ cho con. Tình yêu của người cha, người mẹ thường dành cho con, đó là một tình yêu vị tha, tình yêu bao la lắm, không có chấp. Dù có con của mình có như thế nào chăng nữa thì mình cũng sẵn sàng tha thứ cho nó. Và Chúa muốn tôi và anh chị em hãy học và hãy có cái tình yêu này ở trong tấm lòng của chúng ta đối với những người khác. Chúng ta đừng bao giờ đặt cái lỗi của anh em trước mặt mình và xem đó là cái tấm bia, rồi lúc nào cũng muốn dùng những cái mũi tên đây mà bắn vào. Trong khi đó là Chúa đã xóa đi rồi, còn mình thì sao, phải không? Cứ tấn công hoài, cứ công kích hoài.
Nếu anh em cứ công kích mà phải lỗi lầm người khác hoài á, thì tôi nói anh em biết rằng người khác cũng sẽ công kích anh em y như vậy đó. Người khác người ta cũng tấn công chúng ta y như vậy. Mà nếu chúng ta có lòng thương xót người khác thì sao? Chúa nói sao? Chúng ta sẽ được Chúa thương xót lại. Mình thương xót người khác, Chúa sẽ thương xót mình lại. Khi chúng ta thấy nhu cầu của người khác, chúng ta thấy rằng lòng thương xót đối với những tội nhân, lòng thương xót đối với những người có nhu cầu, rồi lòng thương xót đối với những người hư mất, thấy không? Chúng ta thấy Kinh Thánh mà Chúa dạy chúng ta thấy đây, Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân gây động lòng thương xót vì họ khốn cùng, tan lạc, không có người chăn. Và lòng thương xót của Chúa không phải dừng tại đó, mà Chúa nói sau, hãy cầu xin chủ có mùa gặt, sai con gặt đến trong mùa của Ngài. Trong cái thời kỳ cuối cùng này, chúng ta thấy chiến tranh, dịch lệ, nhiều sự đau khổ xảy ra. Và chúng ta nhìn chung quanh, chúng ta biết bao nhiêu người đau khổ. Trong thời điểm này rất cần cái lòng thương xót ở trong lòng của quý bà anh chị em. Khi chúng ta có lòng thương xót của Chúa ở trong chúng ta rồi đó, thì chúng ta mới có thể mở lòng ra, quan tâm đến những cái nhu cầu của người khác. Anh chị em biết rằng trong cái thời gian dịch vừa qua đó nha, có rất nhiều người họ không có đồ ăn, họ nghèo, thậm chí hàng ngày là họ nghèo rồi mà dịch lệ đến là trong nhà họ không có đồ đi ăn luôn. Và chúng tôi cũng đến giúp đỡ cho một số gia đình mà họ để họ có gạo ăn đó, tôi nói họ mừng vô cùng. Họ nói rằng những ngày vừa qua họ không có gì để ăn, ăn mì tôm thôi. Và thậm chí đó không còn mì tôm, không có tiền một đồng để mà mua mì tôm đó. Nó khốn cùng với đó anh chị. Và khi chúng ta đến mà quan tâm đến nhu cầu của người khác, chúng ta chia sẻ những cái mà chúng ta cho anh em mình đó, nó làm cái gì biết không? Nó làm cho tình yêu của Chúa lan tỏa và anh em mình cảm ơn Chúa vô cùng. Phải không? Khi anh em gặp những người như vậy và những người đó bị khốn cùng như vậy đó, mà chúng ta san sẻ những cái mà chúng ta có, họ rất là quý trọng anh em, họ rất là quý mến anh chị em. Và họ cảm nhận được gì? Chúa không có bỏ họ, Chúa yêu họ. Và Chúa dùng anh em như là cái công cụ, để Chúa dùng anh em giống như là cái người để hỗ trợ cho họ. Họ biết ơn Chúa vô cùng. Ở trong cuộc sống, tôi và anh chị em cần có lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta có lòng thương xót của Chúa, anh em sẽ không bao giờ có kẻ thù. Mà chúng ta sống mà ăn miếng trả miếng với nhau nha, là chúng ta chung quanh toàn là kẻ thù không à. Và khi chúng ta có tấm lòng vị tha rồi đó, thì chúng ta sẽ khiến cho kẻ thù trở nên làm bạn luôn. Làm bạn đây là không phải là mình thỏa hiệp với họ, mà khiến cho họ cũng trở thành người tốt giống như chúng ta. Người có lòng thương xót là không bao giờ là chắc cái người đã có lỗi với mình, bây giờ họ trở lại họ ăn năn. Anh em biết có những người họ đã từng sai phạm, đã từng có lỗi với chúng ta, nhưng bây giờ họ trở lại, họ xin Chúa Ngài tha thứ, họ ăn năn, thì chúng ta có chấp họ, chúng ta có giận họ không? Người có lòng thương xót thì không làm gì đó. Khi anh chị em giúp đỡ cho một ai đó, hay cầu nguyện, làm bất cứ điều gì, và chúng ta được Chúa đặt trong chúng ta có lòng thương xót của Chúa nha, chúng ta làm việc rất là hiệu quả. Tại sao vậy bên? Có 10 người nghèo, nhưng chỉ có một người Chúa đặt trong lòng anh chị em có lòng thương xót giúp đỡ họ thôi. Có rất nhiều người tội nhân, nhưng mà Chúa sẽ đặt trong lòng anh em có một hai người nào đó, anh em có lòng trắc ẩn và thương xót họ thôi. Còn những người kia thì không phải mình ghét bỏ họ, nhưng mà mình không có lòng thương xót. Xin Chúa cho tôi và anh chị em nhận điều này, để chúng ta có thể vững vàng mạnh mẽ, để chúng ta cầu thai cầu nguyện cho anh chị em. Tôi thấy những ngày vừa qua đó, ở tại Ukraine bị chiến tranh đó, khi nhìn thấy một đất nước là hùng mạnh tấn công một đất nước yếu, và những cái quốc gia khác trên thế giới có những người họ đã từng kinh nghiệm về chiến tranh, họ muốn nhập vào cái đoàn quân của người Ukraine để đánh lại cái người Nga. Anh em biết họ có lòng thương xót không?
họ không phải là người có lòng thương xót nghe. Chúng ta đừng nghĩ là có lòng thương xót ở đó đâu. Có thể họ họ ghét cái người kia, nhưng đó thì họ binh cái người này, đó là có lòng thương hại đó. Nhưng tôi và anh chị em cần có lòng thương xót của Chúa trong những cái quốc gia, những nơi mà đang chiến tranh. Hiện tại không phải một nơi đó anh chị em, nhiều nơi trên thế giới đang chiến tranh. Tại Israel, giữa Israel và Palestine. Rồi tại ở Trung Đông á, rồi có chỗ Syria, có Afghanistan. Không? Chiến tranh nó vẫn còn âm ỉ hoài. Rồi hiện tại bây giờ ở tại phía bên Đông Âu cũng đang chiến tranh. Xin Chúa đặt trong lòng Chúa, tôi và anh chị em có lòng thương xót để chúng ta cầu nguyện cho hòa bình ở đến những chỗ này. Mỗi ngày mà anh em á, chuẩn bị đi ngủ đó, chúng ta hãy cầu nguyện, Chúa ơi xin Ngài đem hòa bình lại cho các quốc gia này. Con nhìn thấy có những đứa trẻ hiện tại bây giờ bị bom đạn đang nằm trên giường bệnh. Có những người phụ nữ đang mang thai mà phải chạy trốn bom đạn, ẩn mình trong những hầm hố. Có những gia đình bây giờ người chết, người còn sống. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài thương xót họ và xin Chúa Ngài giải cứu họ ra khỏi chiến tranh. Xin Chúa cho những người lãnh đạo quốc gia có sự khôn ngoan thông sáng. Họ biết dừng lại. Họ biết xem cái mạng sống con người là quý giá, chứ không phải là cái sự ích kỷ hay là sự kiêu ngạo hay là cái gì của họ để áp đặt trên người khác. Xin Chúa cho tôi và anh chị em cũng nên hướng lòng đến những con người đang đối diện sự đau khổ. Tại vì chúng ta đã từng là những nạn nhân của những cuộc chiến tranh rồi. Chúng ta không muốn. Anh em biết nhà đình của tôi, bà ngoại của tôi phải mất 3 người con, 3 người cậu của tôi qua đời. Cái danh hiệu của bà là bà mẹ Việt Nam anh hùng đó. Là anh em biết cái không phải tự nhiên mà được cấp cái phong hàm đó đâu. Không phải được nhiên mà được cấp cái bằng đó đâu. Là phải có cái sự hy sinh và cái sự tang thương rất là nhiều. Vì có những cái cuộc chiến tranh nó xảy ra. Và khi cuộc chiến tranh này xảy ra, tôi và anh chị em làm gì? Chúng ta dĩ nhiên là không có chấp nhận nó rồi. Chúa Ngài thương xót và can thiệp để nó dừng lại càng sớm càng tốt. Chúng ta bây giờ ngồi tại đây mình đâu thấy gì không? Đâu thấy bom đạn gì đâu. Chỉ có nghe tiếng hát, tiếng đàn rồi mình nghe lời Chúa nhau, mình thờ cũng Chúa thôi. Nhưng có những nơi họ sống trong cái sự đau khổ. Có bao giờ anh em đổ nước mắt ra? Cái người có lòng thương xót á, thì lúc mà họ cầu nguyện, họ dễ đổ nước mắt ra. Nó không phải là một cái sự cảm xúc chóng qua, mà là một cái sự thôi thúc tác động của Chúa ở trong lòng của họ. Trong lòng thương xót thì không thể nào không thiếu nước mắt. Người có cái lòng thương xót, lúc nào họ cũng vỡ ra, tan vỡ ra và dễ tan chảy, dễ khóc. Họ khóc cái gì? Họ khóc trước cái tội lỗi của người khác. Họ khóc trước những cái sự đau khổ của người khác. Họ khóc trước những con người họ sống trong lầm lạc. Họ khóc trước những cái sự đau khổ của nhiều người. Đó, Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân đông đã động lòng thương xót, có chỗ đó là Ngài khóc nữa. Chúa Giêsu đến nhà của Lazaro và ông chết rồi đó. Chúa Giêsu làm gì? Ngài khóc. Ngài khóc không phải là Ngài bất lực vì cái ông này ông chết, nhưng Ngài thương nữa. Tôi hỏi anh, quý bà anh chị em nè, trong cuộc sống của quý bà anh chị em, cái lòng trắc ẩn hay lòng thương xót của Chúa có còn trong chúng ta không? Chúng ta còn khóc cho những người hư mất không? Chúng ta còn khóc cho những người sống trong sự đau khổ không? Khi anh em khóc than cho họ thì anh em sẵn sàng đến giúp đỡ cho họ. Còn nếu mà chúng ta không khóc được cho họ đó thì bất quá chúng ta chỉ dừng lại mức độ là gì không? Khóc cho mình thôi. Anh em biết mình khóc cho mình là sao? Chúng ta mỗi lần cầu nguyện mà chúng ta chỉ khóc cho mình không đó là chúng ta đang tự thương hại chính mình. Chúng ta suy nghĩ rằng mình là người đáng thương. Ở đây không phải là lòng thương xót anh em, đó là mình tự thương hại đó. Nếu mình tự thương hại của mình là gì? Là trong lòng của mình chưa nhận được cái tình yêu của Chúa. Người mà nhận được tình yêu của Chúa rồi đó thì họ không phải ngồi đó để khóc cho họ, mà họ ngồi đó để khóc cho những cái sự đau khổ của người khác.
Họ ngồi đó họ khóc cho những người sống trong cái tội lỗi, sống trong cái sự ức hiếp của ma quỷ. Những ngày vừa qua anh em có khóc cho người khác không? Hay là bị người đi đánh bài đánh bạc chơi hụi rồi bị ta giật hụi rồi bị người ta giật tiền cái rồi buồn quá ngồi khóc? Hay là đau khổ quá rồi khóc? Hay là chúng ta bị đó ai đó tấn công cho mình khóc? Cái đó là chúng ta khóc trong sự đau khổ của mình thôi, nó không phải là khóc cho người khác. Người có lòng thương xót là phải khóc được cho nhu cầu của người khác. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải trải qua một cái giai đoạn là khóc cho chính mình đó, rồi sau đó mình mới khóc cho người khác được. Đó là sự tan vỡ đó. Khi chúng ta tan vỡ mình ra rồi mình mới có thể khóc cho người khác được. Cái phước hạnh cho một người có tấm lòng thương xót là sao? Người có lòng thương xót thì sẽ được thương xót lại. Đó là cái phước đó anh chị em. Như vậy, người được xương thoát lại, người đó sẽ được hưởng cái gì? Người đó sẽ được hưởng cái sự bình an. Người có lòng thương xót đó nghe, họ rất là bình an ở trong tâm linh của họ. Tâm linh của họ rất là bình an, họ không có sự sợ hãi nào đó cai trị đời sống của họ được. Người có lòng thương xót, lòng của họ dễ được Đức Thánh Linh hành động. Thánh Linh của Chúa hay tác động trên những người có tấm lòng thương xót lắm. Để chi vậy? Họ mới quan tâm được cái nhu cầu của người khác. Người có lòng thương xót, họ sẽ kinh nghiệm được một cái niềm vui thật ở trong tấm lòng của họ mà trước giờ chưa có. Người ta cũng khổ mà mình cũng khổ, nhưng mà mình có tấm lòng thương xót tự nhiên nó là mình cảm thấy mình nó vui mừng lắm anh chị. Người có lòng thương xót họ sẽ là người đem cái nguồn phước cho cái người khác. Người có lòng thương xót mình sẽ thành cái nguồn phước cho người khác. Người có lòng thương xót thì chắc chắn 100% là được Chúa thương xót lại rồi đó. Là chắc chắn cái điều này có rồi. Xin Chúa cho tôi và anh chị em sẽ kinh nghiệm được lòng thương xót Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Amen ha. Trong chúng ta hãy kiểm tra trong tấm lòng của mình xem những ngày vừa qua cái lòng thương xót của Chúa có còn trong chúng ta không? Chúng ta còn có một chút nào chắc ẩn đối với tội nhân không? Có lòng thương xót nào đối với nhu cầu của người khác không? Có lòng thương xót nào đó đối với ai không? Hay chúng ta chỉ ngồi đó mà chỉ trích cái lỗi của người khác? Hay là chúng ta đang hững hờ đối với những tội nhân? Hay là chúng ta đang hững hờ đối với những cái người này người kia đang gặp có những nhu cầu trong cuộc sống của họ? Xin Chúa ngài tác động quyền năng của ngài trong tôi và anh chị để lòng thương xót của Chúa sẽ được tuôn đổ trong chúng ta và phục hồi trong chúng ta. Điều gì ngăn trở chúng ta? Điều gì đó đã đánh mất cái lòng thương xót trong chúng ta? Có phải là sự vấp phạm không? Có phải đó là cái sự tự thương hại chính mình không? Xin Chúa ngài cất điều này ra khỏi chúng ta. Xin anh chị em chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cùng đứng lên. Tôi xin phép được cầu nguyện. Trời, chúng con cảm ơn Cha với lời Cha buổi sáng hôm nay. Ngài dạy dỗ cho chính đời sống của con và quý bà anh chị em, để chúng con phục hồi lại tấm lòng của chúng con trước mặt Chúa. Đó là tấm lòng thương xót của Ngài. Trời, những ngày vừa qua có thể chúng con đã đánh mất đi cái lòng thương xót này. Chúng con không còn chắc ẩn, không còn hoặc thắt đau đớn, không còn quan tâm, không còn sẵn sàng yêu thương hay lời vị tha cho những người có lỗi sai chật là tội nhân nữa. Chúng con dành nhiều thời gian chỉ quan tâm chính mình, chỉ nghĩ cho chính mình nhiều hơn là người khác. Chúng con tạo cơ hội cho lòng ích kỷ được sống lại. Chúng con đã để cho sự lạnh cảm đối với những người khác đã ở trong chúng con. Xin Ngài tha thứ cho chúng con. Xin Ngài chữa lành
và xin Ngài phục hồi trong chúng con trở lại, để chúng con biết quan tâm đến những cái nhu cầu của anh chị em mình, đặc biệt là đối với những tội nhân, đối với những người đang sống ở trong sự đau khổ, ma quỷ đang đùa họ trong sự chết, đang dẫn họ đi vào chốn hình khổ. Xin Ngài sử dụng chúng con để đem chúng con đến những con người đó với tâm lòng của chính Ngài, và mỗi ngày xin Chúa Ngài đầy dẫy lòng thương xót ở trong chúng con. Con cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền lệnh cho những linh ngăn trở cướp đi lòng thương xót của Chúa ở trong chúng ta, hãy đi ra khỏi chúng ta. Và chờ xin Ngài chữa lành tấm lòng của anh chị em chúng con, để cho chúng con có một tấm lòng sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho những người xung quanh mình. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con chân thành cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.